Chẳng hiểu rõ chơn như, chẳng hiểu rõ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng hiểu rõ bốn niệm trụ, chẳng hiểu rõ bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng hiểu rõ thánh đế khổ, chẳng hiểu rõ thánh đế tập diệt đạo, chẳng hiểu rõ bốn tịnh lự, chẳng hiểu rõ bốn vô lượng, bốn định vô chẳng hiểu rõ tám giải thoát, chẳng hiểu rõ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng hiểu rõ pháp môn giải thoát không, chẳng hiểu rõ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng hiểu rõ mười địa Bồ Tát, chẳng hiểu rõ năm loại mắt, chẳng right. hiểu rõ sáu phép thần thông, chẳng hiểu rõ pháp môn tam ma địa, chẳng hiểu rõ pháp môn đà la ni, chẳng hiểu rõ mười lực Phật, chẳng hiểu rõ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng chẳng hiểu rõ quả dự lưu chẳng hiểu rõ quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng hiểu rõ quả vị độc giác chẳng hiểu rõ trí nhất thiết chẳng hiểu rõ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng hiểu rõ thật tướng danh tự các pháp của hữu tình do nhân duyên này tạo điều kiện thuận tiện cho ma chúng dùng phương tiện hóa làm đủ các hình dạng nói với đại bổ tát này, hạnh nguyện tu hành của ngươi đã viên mãn nên chứng quả vị giác ngộ cao tổ đi, khi ngươi thành Phật sẽ được danh hiệu tôn quý công đức thủ thắng như thế.